Dạ, chào quý các bạn. Hôm nay thì Jim đi dạo cuối tuần. Dạo cuối tuần ở biển Vũng Tàu. Thì chỗ này Jim đang ngồi tại khu vực ở cái đoạn này là đoạn đường bên biển ven đường Hạ Long. Đây các bạn nào chúng ta đi Vũng Tàu thì khu này đi rất là nhiều, chạy qua trở lại đoạn này rất là nhiều. Cuối tuần thì mọi người ta đi dạo biển thì Jim cũng ra đây để ngắm biển. Ngắm biển mà đi một mình ở đây lang thang để nghe tiếng sóng biển. Trên bờ biển, trên bờ cái những cái bờ đá này có những cái con cua rất là nhiều, có những con vật biển. Rồi mà đưa quan ta cùng xem nha. Dạ, cảm ơn quý các bạn, hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý các bạn rất là nhiều.